Thì xin đọc lời Chúa để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về cái sự lạ lùng của Ngài. Vì này, một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ lấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Vâng. Ở buổi tối hôm nay, tôi chỉ gửi tới quý vị một danh xưng của Chúa, đó là đấng lạ lùng. Và để cho chính bây giờ này sự hiện hữu của Chúa, và Chúa sẽ rước dầu cho tôi cũng như là để cho tấm lòng của quý vị nghe và được hiểu thấu của lời Chúa, tôi lại xin phép cầu nguyện. Vâng, vì chỉ có Ngài đấng ban Kinh Thánh là lời của Trời cho nhân loại, thì chỉ có Ngài mới có thể giải bày được. Còn mọi tài khéo của con người và sự hùng biện con người không làm chúng ta hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Vâng ạ, xin phép được cầu nguyện. Thưa Chúa, là đấng đã giáng sinh vì nhân loại này, và thì giờ này xin Chúa sức dầu trên chính mình con, trên môi miệng con, và sức dầu trên tấm lòng của hết thảy quý cô ông bà anh chị em chúng con đang có mặt tại đây để kỷ niệm sự giáng sinh của Ngài. Xin thần Chúa ngự trên chúng con, sức dầu ban ơn để chúng con hiểu biết được lời Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Vâng, thưa quý vị khách quý và Hội Thánh Chúa, cái sự lạ lùng của Chúa Jesus của chúng ta là thế này ạ. Vâng, trước khi Chúa Jesus giáng sinh thì tiên tri Ê-sai đã nói rằng, này có một con trẻ ban cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Trước khi Chúa Giêsu giáng sinh 700 năm thì điều này tiên tri cũng nghe đàn nói trước về việc giới tính của Ngài. Xin lỗi quý vị một chút, cách đây 40 năm, hơn 40 năm thì tôi cũng có mang thai cho đầu lòng. Và khi tôi đi khám bệnh ấy, khám thai cái thì họ nói rằng là hai tim thai. Cho nên thật sự quý vị cách đây hơn 40 năm thì rất là lo lắng. Không như bây giờ là chúng ta có thể siêu âm để biết được đứa trẻ ở trong bụng là gái hay là trai, một hay là hai. Nhưng mà lúc ấy là gia đình tôi rất là lo lắng. Và khi tôi sinh cháu thì tôi lại phải mổ. Cho nên là chạy theo cái băng ca mà đưa vào phòng mổ đi, chồng tôi rất là lo lắng. Và khi mà cái đứa trẻ nó khóc ấy, thì ông chỉ hỏi với và cái vị bác sĩ nói ra là một con trai. Làm gì có mấy đứa? Trong cái đó chồng tôi chỉ hỏi là mấy đứa thôi. Và tôi muốn nói rằng cái sự lạ lùng của Chúa chúng ta là cách đó 700 năm mọi người ạ, thì đã biết được giới tính là một con trai, và được báo trước trước 700 năm. Và mọi người cũng được người hướng dẫn và đọc câu Kinh Thánh, và đó là này một gái đồng trinh sẽ trị thai và sinh một trong con trai, và cũng được đặt tên là Emmanuel. Mọi người ơi, chúng ta để có một cái sự thì nó phải bởi khí huyết và bởi tình dục, chứ không thể nào mà lại một nữ đồng trinh mà lại có thai được, đúng không mọi người? Nhưng mà Chúa chúng ta thì được báo trước, đó là Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh. Trinh nữ Mary được mượn cái tấm lòng của bà, chứ còn về máu huyết không có liên quan gì đến con người. Tại vì sao? Vì tất cả mọi người đều phạm tội, mà Chúa của chúng ta là đấng vô tội, cho nên Ngài đến bởi Đức Thánh Linh. Đó là sự lạ lùng thứ hai mà tôi muốn gửi tới quý vị. Vâng ạ, cảm ơn Chúa. Thứ nhất là về giới tính đã được báo trước, và điều thứ hai là một nữ đồng trinh sẽ chịu thai. Và điều thứ ba là nơi sinh của Ngài cũng được báo trước. Ở một thôn làng rất là hẻo lánh ở tại xứ Giu-đê, đó là thôn làng Bethlehem. Nhưng mà cũng được báo trước hàng mấy trăm năm rằng nơi đó sẽ hạ sinh một tướng và để cai trị dân của họ. Không những thế,
và đấng đó đến, đúng là sẽ làm vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa. Sự lạ lùng là nơi sinh của Ngài cũng được nói trước. Và Chúa của chúng ta đến thì tất cả các bộ tộc thì đều có các tộc trưởng, các thành phố thì đều có các thị trưởng, và quốc gia thì có tổng thống, hoặc vương quốc thì có vua. Nhưng mà Chúa Giêsu thì được gọi là vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa. Nhưng mà nói gì mọi người? Nếu chúng ta có cha truyền con nối đi chăng nữa thì cũng chỉ vài đời, không thể đời đời được. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta đứng lạ lùng là Ngài là vua đời đời và Ngài cai trị cả hoàn vũ này. Đó là điều lạ lùng mà cũng muốn gửi tới quý vị. Và khi Chúa Giêsu của chúng ta Giáng sinh thì Ngài đến để chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Muốn hay không muốn, quý vị cứ mở cái tờ giấy ký sinh của mình và của con mình ra mà xem. Ví dụ như là một sư Di sinh năm bao nhiêu một sư Di nhỉ? Và đấy là đánh dấu cái mốc mà Chúa Giêsu của chúng ta Giáng sinh. Trước Chúa và sau Chúa, ngày mà Chúa Giêsu của chúng ta ra đời thì đã đánh dấu chia đôi dòng lịch sử của nhân loại ra. Đó có là điều lạ lùng không mọi người? Chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Tất cả mọi giấy tờ của chúng ta, tất cả mọi của các quốc gia, vâng, các văn bằng chứng chỉ, vâng, đều phải có mốc, đó là năm tháng mà Chúa Giêsu của chúng ta giáng sinh. Đấy là điều lạ lùng mà tôi cũng muốn gửi tới quý vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Vâng, điều lạ lùng nữa, thưa mọi người, đó là về sự giáng sinh của Ngài. Đã lạ lùng rồi, đó là trong lòng trinh nữ Maria và bởi Đức Thánh Linh. Và điều lạ lùng nữa là Ngài đến và Ngài chết trên thập tự giá thì cũng đã được báo trước. Vâng ạ, Ngài đến và Ngài chết. Tại vì sao? Vì cả nhân loại này sống ở trong bóng tối và họ không nhận biết Đức Chúa Trời, kể cả dân tộc Israel là dân tộc đang chờ đấng Messi, và họ chỉ trông chờ đấng Messi đến để giải cứu dân tộc của họ, dân tộc Israel và người Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ của đế quốc La Mã và Babylon. Nhưng mà Chúa Giêsu đến, sự lạ lùng là Ngài đến và Ngài chết trên thập tự giá để thỏa mãn cơn giận công chính của Đức Chúa Trời. Vì tất cả mọi người đều phạm tội, cho nên án phạt của Đức Chúa Trời vẫn ở trên nhân loại. Cho nên Ngài đến để thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Và Ngài đến, Ngài chết trên thập tự giá để hầu cho những ai tin Ngài thì được thoát khỏi tội. Cũng như tất cả các ông bà anh chị em ở đây là những người đặt niềm tin nơi Chúa, thì tội lỗi án phạt không còn ở trên đầu chúng ta nữa. Vâng, mọi người có amen điều đấy không ạ? Vâng. Những ai đã tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho gì ạ? Quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài. Đó là một điều lạ lùng. Vâng, còn một điều lạ lùng nữa là các vua, các quan, rồi đời này qua đời khác, họ đều có những cái lăng tẩm để chôn và để xác của những người qua đời. Nhưng mà riêng Chúa Giêsu thì một điều lạ lùng mọi người ạ, đó là sau 3 ngày thì Ngài làm sao ạ? Vâng, sau 3 ngày thì Ngài sống lại. Đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và tất cả mọi người trên thế giới này, trải mọi thời đại, kể cả 18 vua hùng của chúng ta dựng nước và giữ nước, không ai có sự sống lại. Vâng, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta thì Ngài sống lại. Và bây giờ để lại ở Jerusalem là ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống, nhưng mà để cho lòng chúng ta là những người tin Chúa thì cái khoảng trống của tâm hồn chúng ta không còn trống rỗng nữa, và chúng ta có Ngài ở trong đời sống chúng ta. Đấy là một minh chứng mà tất cả chúng tôi, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi đấng lạ lùng của Ngài, Ngài đến và Ngài đã cứu chúng tôi ra khỏi tội lỗi. Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Thưa Hội Thánh, người Việt Nam của chúng ta có câu rằng: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy xuống tôi cầy, lấy đầy bát cơm và lấy xem bưng bếp. Nhưng hỏi rằng mấy ai đã thờ phượng Đức Chúa Trời đúng như lời Ngài dặn, Ngài phán: vì trước mặt ta các ngươi chớ có thần khác. Nhưng bởi cái khoảng trống của tâm hồn họ, cho nên họ đi quỳ lại tất cả các thần và nghĩ rằng
Cái đấng đấy có thể ban phước được cho mình. Xin lỗi quý vị, tôi muốn nói một cái ví dụ rất là đơn giản. Ông trời ban mưa, ông trời ban nắng, tất cả mọi cái đều kêu trời. Ông trời ban hạnh phúc, đúng không ạ? Ban con cái, tất cả người Việt Nam chúng ta đều có điều đấy. Nhưng mọi người thử tưởng tượng xem, một cái hòn đất các mọi người ạ, do tay con người làm ra, nhưng mà để ở một cái góc nhà, xong hàng ngày châm thuốc lá, ông là rắc rượu, tôi mời cái hòn đất đấy, mà để cho cái hòn đất ấy ban phước cho chúng ta thì đó là điều gì mọi người? Rất là phi lý, đó là điều chống nghịch. Cho nên Chúa đã phải xuống thế gian để bày tỏ chính mình Ngài, đứng lạ lùng bày tỏ chính mình Ngài. Chúa Giêsu đến để bày tỏ Đức Chúa Trời cho nhân loại. Và đó là sự lạ lùng, tại sao Đức Chúa Trời lại thành người, quý vị ơi? Ngài đến để cảm thông, Ngài đến để đưa chúng ta ra khỏi sự tối tăm. Như là Chúa nói với dân Israel là dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Sự lạ lùng của Ngài đã đến để đem cả một dân tộc Israel không phải chỉ thoát khỏi nô lệ của đế quốc La Mã, không phải là của Babylon, nhưng thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm, đó là ma quỷ. Và chúng tôi cũng vậy, tất cả những quý ông, quý bà đang ngồi ở đây, đời sống của họ được biến đổi bởi vì đấng lạ lùng đã đến trên đời sống của chúng tôi. Và chúng tôi bây giờ sống được hưởng hạnh phúc vô cùng. Và ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa, nhưng mà cũng muốn truyền tải tới quý vị, hãy mở lòng ra để tiếp nhận đấng lạ lùng như chúng tôi. Khi tôi tiếp nhận Ngài thì mới biết được rằng ở trong Kinh Thánh nói rằng trước khi sáng thế ta đã chọn ta đưa. Chúng tôi rất là tạ ơn Đức Chúa Trời, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng tôi. Và khi chúng tôi tin vào sự chết của Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh là ngôi ma của Đức Chúa Trời ngự vào lòng của người tin Chúa, giống như Maria thuở xưa Đức Thánh Linh đã cho bà mang thai. Thì chúng tôi ngày hôm nay bởi tin Chúa Giêsu mà Đức Thánh Linh đang hướng dẫn cuộc đời của mỗi ông bà, anh chị em để bước đi không sai trật con đường của mình. Vâng, và điều lạ lùng nữa là cả thế gian ở dưới tội lỗi, đúng không ạ? Cho chúng tôi đấy. Vâng, thì bởi tin nhận Chúa Giêsu chúng tôi biết được rằng là ồ, con người ta có ba phần: thể xác, lương tâm, và chúng ta hay gọi là tâm hồn đấy, và tâm linh. Sự lạ lùng là chúng tôi được tiếp nhận sự lạ lùng của Ngài để chúng tôi sống không còn phân cách với Đức Chúa Trời nữa. Chúng tôi rất là cảm ơn Chúa về điều này. Và án phạt không còn ở trên đầu chúng tôi nữa. Nhưng mà chúng tôi lại muốn lúc nào cũng chỉ muốn nói với mọi người rằng hãy tin đi, hãy tin rằng có ông trời đi. Đừng nhận mình là con nọ con kia, đừng tí xỉu dân não. Chúng ta là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta định không biết, chúng ta để nhận. Mà ngày xưa chúng tôi cũng vậy, quý vị ạ. Nhưng mà cảm ơn Chúa đấng lạ lùng đã đến trên đời sống của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Chúa. Và tâm linh của chúng tôi nhận biết Ngài, tâm trí của chúng tôi được khai sáng, và đời sống của chúng tôi là đời sống phước hạnh. Mọi người ơi, xin mở mắt một chút. Không phải thuận cảnh mới là phước hạnh. Ngay cả trong nghịch cảnh, tất cả những biến cố đang xảy ra ở mỗi cá nhân chúng ta, ở tại hội thánh City Gate này, cũng là điều mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính đấng lạ lùng đang ở cùng với quý vị. Chứ không phải là chúng ta phước hạnh là lúc nào chúng ta cũng thuận cảnh, mọi người nhé. Vâng. Và là một tội nhân, nhưng khi chúng ta tiếp nhận Ngài thì chúng ta trở thành gì ạ? À? Thánh nhân. Chúng ta đang được bước đường lên thánh. Bởi vì sao? Không lên thánh chúng ta không thể gặp được Đức Chúa Trời. Cho nên những con người ở đây nhận được sự lạ lùng của Ngài, đời sống của họ được biến đổi. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì mọi sự cũ gì ạ? À? Đã qua đi, ngày mọi sự đều trở nên mới ở trong đấng Christ. Tôi rất là tạ ơn Chúa. Và một điều lạ lùng nữa, vâng, Đức Chúa Trời là Thượng Đế, là ông trời. Ngài đã xuống thế giới để trong hình hài con người. Và điều lạ lùng là chúng ta là những tội nhân để trở thành con trời. Amen. Ông bà cho em có thấy lạ lùng không? Điều gì có thể đem chúng ta được trở về làm hòa lại Đức Chúa Trời? Đấy là bởi sự chết của Ngài. Điều gì đã làm chúng ta trở thành con trời? Đấy là bởi sự phục sinh của Ngài. Và chúng ta là địa vị tội nhân được trở nên là con trời. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Và buổi tối ngày hôm nay, trong cái đêm mà chúng ta được mừng Chúa Giêsu Giáng sinh, tôi cũng chỉ muốn được bày tỏ với mọi người một chút thôi ạ, một chút, như là
có một nhà bác học nói đấy, sự hiểu biết của chúng ta chỉ như một giọt nước trong cả một đại dương. Nhưng quý vị ơi, chúng ta cứ mở lòng ra để tiếp nhận đấng chủ thể của nhân loại, đấng mà chúng ta, Ngài tạo dựng nên chúng ta, và chúng ta cũng phải ứng hầu trước mặt Thượng Đế khi mà chúng ta qua đời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng mà lúc đó thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn chúng ta qua con một yêu dấu của Ngài, và mọi tội lỗi chúng ta không còn phải chịu nữa, và đã có đấng chịu thay chúng ta tại thập tự giá rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Đấy là buổi tối hôm nay tôi chỉ muốn gửi tới quý vị đại biểu cũng như tất cả các quý mục sư cùng con dân Chúa và những khách mời của chúng tôi đến đây. Hãy tiếp nhận đấng lạ lùng vào trong tấm lòng của chúng ta. Đó chính là nói một lời xin lỗi và xin mời Chúa Giêsu bước vào đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta được trở nên là con trời. Còn đấy là một phần kinh thánh mà tôi xin được gửi tới quý đại biểu cũng như là các tôi đưa Chúa cùng tất cả con dân Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, khi chúng ta chào đón sự Giáng sinh của Chúa Giêsu.